Hyundai Palisade 2023 vừa chính thức ra mắt với những tinh chỉnh về ngoại thất, nội thất đi kèm nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Hyundai Palisade 2023 ra mắt với lưới tản nhiệt mới vuông vức hơn so với phiên bản hiện hành và được áp dụng ngôn ngữ thiết kế lưới tản nhiệt tham số tương tự Tucson và Santa Cruz. Bao quanh lưới tản nhiệt là hệ thống đèn chiếu sáng phía trước với dải đèn LED đặt dọc nổi bật. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ la răng hợp kim đa chấu mới. Phía đuôi xe gần như giữ nguyên thiết kế đời cũ, ngoại trừ đồ họa cụm đèn hậu được tinh chỉnh, ốp cản sau với ống xả hình vuông thay thế hình thang đời cũ. Tuy nhiên, Hyundai vẫn chỉ đặt ống xả một bên thay vì hai bên cho cân đối. Bên trong khoang cabin, vô lăng được thiết kế lại với cách bố trí chấu kiểu mới. Các nút điều khiển âm thanh được chuyển vị trí và các lỗ thông hơi của hệ thống điều hòa giờ đây được kết hợp thành một dải thanh lịch trải dài, từ nút khởi động đến cửa hành khách. Cụm công cụ giải trí và thông tin được nâng cao hơn, trong khi màn hình thông tin sau vô lăng dạng điện tử hoàn toàn, màn hình giải trí đặt trong một khung nhựa màu đen. Hành khách ở hàng ghế thứ hai có tựa đầu dạng cánh và các tùy chọn thông gió cho ghế. Hành khách ở hàng ghế thứ ba có ghế sưởi. Về công nghệ, Palisade 2023 được cung cấp phiên bản mới nhất của các dịch vụ kết nối Blue Link. Ngoài ra còn có hệ thống điều hướng trên màn hình 12 inch hiển thị chất lượng 720p, mẫu SUV có được khả năng phát sóng Wi-Fi và có các cổng USB-C được nâng cấp. Hệ thống Digital Key High Touch của công ty tương thích với các thiết bị không dây Android và Apple, và xe còn được trang bị bộ sạc không dây 15W. Về mặt an toàn, hiện mẫu xe đã trang bị túi khí phía sau là tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có bộ hỗ trợ người lái bao gồm tránh va chạm phía trước, ga hành trình thông minh dựa trên điều hướng, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ va chạm khi lùi và đi xe từ xa. Trong lần ra mắt này, Hyundai cũng giới thiệu phiên bản XRT với ngoại hình táo bạo theo phong cách tối màu, đậm chất off-road. Phiên bản này được cung cấp mâm xe 20 inch tối màu, lưới tản nhiệt, các đường ray trên mái sơn đen. Bên trong khoang cabin, Palisade XRT trang bị ghế giả da màu đen và cửa sổ trời, chỉnh điện tiêu chuẩn. Về chuyển động, tất cả các phiên bản của Hyundai Palisade 2023 đều trang bị động cơ V6 3.8 lít, sản sinh công suất 291 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, với hệ dẫn động tất cả các bánh tùy chọn. Hyundai Palisade 2023 sẽ có mặt tại các đại lý của Hyundai ở Mỹ vào mùa hè, với giá dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.